Cảnh mua bánh mì đau tim nhất mạng xã hội hôm nay, nghe sự thật xong thì lại muốn xỉu. Mới đây, đoạn clip ghi lại khung cảnh ở trước một cửa hàng bánh mì đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thoạt nhìn qua clip này, ai cũng có ngay một cảm giác khú hồn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà lại có rất nhiều anh công an đứng vây quanh cửa hàng như vậy. Vừa xem clip, các dân mạng đều nín thở chờ đợi kết quả. Thế nhưng sau khi xem hết clip lại đọc phần giải thích của người đăng tải thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi thật ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, các anh công an chỉ ghé mua bánh mì mà thôi. Thậm chí xem xong, rất nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự thích thú bởi clip quá đáng yêu. Mọi người liên tưởng ngay đến những ngày vừa qua, các chiến sĩ công an phải làm việc liên tục để đẩy mạnh công tác chống dịch, giúp đỡ bà con ở những nơi đang thực hiện giãn cách. Nhiều chiến sĩ phải xa nhà trong thời gian dài, ăn uống và ngủ nghỉ ở điều kiện thiếu thốn. Thì giờ đây, khung cảnh được tạm nghỉ và đi mua bánh mì như thế này lại trở nên vô cùng yên bình, dễ chịu. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận bày tỏ sự yêu mến các anh cũng như sự thích thú với clip trên. Gặp là tôi sẽ tặng bánh mì cho mẹ anh luôn. Nhìn thương quá, các chú ăn cơm hộp cũng mấy tháng rồi, mình ở nhà còn được ăn cơm canh nóng. Sao tự nhiên tôi cảm thấy hình ảnh này thật đẹp và mang theo cảm giác bình yên đến khó tả. Thấy thương các anh quá, vất vả mấy tháng nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.